Hiện nay có nhiều người đến nhờ Đạo Trinh Hải là tìm vợ, tìm con, nên mọi người chia sẻ giùm ha. Đây là cái áo mới của cái chị Diệu Bình Mỹ chị cho. Chị gì vậy? Chị Bình Mỹ bởi không có đưa cho mình nghe. Cảm ơn chị nhiều, cái áo mới đẹp quá. Bây giờ chị cho cái áo rất là đẹp, bằng rất là đẹp, màu đẹp. Bà con có thể chia sẻ giùm ha. Hiện nay từ ở Vũng Tàu, xin quỹ xin mộc Vũng Tàu đó đây nhà đầu xin hãy tìm vợ tìm con, nên bà con có thể chia sẻ giùm nghe cho bà con chia sẻ. Cảm ơn mọi người hãy chia sẻ giùm, cảm ơn mọi người hãy chia sẻ. Đây đầu xin hãy là giúp đời dân, giúp miễn phí, không có tốn tiền. Bà con hồi nãy con quỷ gì nó nhắn tin hay ghét với tin Zalo, anh giúp em lại bao nhiêu tiền, nên mọi người đã chia sẻ để giúp miễn phí, không có tiền bạc hết như bà con. Bà con có thể chia sẻ giùm. Ở đây đầu tiên là giúp miễn phí, nó một lần nữa miễn phí nhưng không có tiền bạc. Nên như bà con có điện thoại trực tiếp là xin hãy 0137885888. Hiện nay họ lấy hình ảnh tôi làm Facebook, Zalo, họ nhắn tin với bị hại, họ xin tiền bạc. Đây tôi không xin tiền ai nghe, đây không có xin tiền, nó thẳng là miễn phí, không có tiền bạc hết như bà con. Bà con có loại chia sẻ dùng giúp đường cho anh em này nó trời bình vợ con. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh trai ở tất cả các tỉnh rất xa về đây cầu cứu báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương là đăng tin để tìm vợ, tìm con, tìm chồng, tìm người thân của mình. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, một anh trai ở một nơi rất xa về đây cầu cứu báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương là đăng tin để tìm vợ và tìm con. Câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép xin chào anh nhé. Rồi anh có thể anh giới thiệu là anh họ tên là gì? Dạ em tên Lê Quang Hồng. Lê Quang Hồng ha. Lê Quang Hồng. Rồi. Năm nay anh bao tuổi rồi? Dạ năm nay em 39 tuổi. 39 tuổi. Hiện nay mình đang sinh sống tại đâu anh? Dạ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Xã Bình Châu. Dạ, huyện Xuyên Mộc. Dạ. Dạ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Hôm nay anh về đây nhờ các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương là tìm ai? Dạ tìm vợ là tìm con. Tìm vợ và con. Dạ. Rồi, anh có thể anh giới thiệu là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Dạ vợ tên Trương Lý Thu. Trương Thị Thu. Trương Lý Thu. Trương Lệ Thu. Trương Lũy. À Trương Lũy hả? Lũy Xe. Trương Lũy Thu. Rồi, vợ anh sinh năm mấy? 1991. 91, năm nay 32, 33 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Còn con anh họ tên là gì? Con lấy họ mẹ tên Trương Minh Kha. Trương Minh Kha, sao lấy họ cha bằng tên họ mẹ? Hầu chung em làm giấy kết hôn chưa kịp, chưa làm sổ kịp mà lấy nhau lâu quá em chưa chuyển hộ khẩu quê em là Bình Thuận. Vô Bình Châu lập nghiệp cũng hai mấy năm rồi. Lấy vợ. Rồi, con anh nhà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con sinh năm 2009. 2009. Ồ, năm nay cũng mới có 13, 14 rồi đúng không? Dạ. 14 phải không anh? Dạ. 2009, năm nay 14 tuổi rồi. Anh có thể anh giới thiệu là con của anh và vợ của anh tại sao lại bỏ nhà đi? Dạ, đi hai lần rồi. Hai lần mà cách nhau 13 ngày. Hồi bữa là ngày 5 tháng 2, vợ có đi. Vợ không có, ngày bữa đó là vợ đi không có cãi nhau. Vợ chở con đi học, xong vợ là buôn bán với chợ, chợ Bình Châu, vợ làm người buôn bán với chợ Bình Châu. Xong vợ chưa đi làm về, chở buổi chiều chở con đi học. Xong rồi chở con đi học xong về, rồi vợ lấy xe rồi vợ đi luôn không nói năng gì hết. Đi cho tới ngày 8 vợ về. Ở nhà con nó điện nó khóc. Nó kêu mẹ về, đồ sống rồi chết mẹ về. Rồi xong tới ngày về, xong tới ngày 21 vợ dẫn con đi luôn nữa. Nếu mà riêng em được biết như thế này, vợ đi lại người khác. Ô. Dạ, vợ đi khác nhớ nhờ trời xin ơi. Thương quá vợ rồi. Về cái con về. Nhưng mà em không có tính toán gì hết. Em bỏ hết vợ về là em bỏ tất cả. Em sống với vợ. Tại vì sao em biết? Hồi đợt trước đi 3 ngày á là đi về là số điện thoại đó điện tới quá trời luôn, cũng giận người bắt. Rồi bữa nay tới ngày về xong đi lại xong rồi mới hôm qua em chạy xe, bữa giờ ngày nào em chạy xe trên đường hết, ngày nào em chạy xe trên đường mình nói em xỉu vô bệnh viện luôn. Trời ơi, em xỉu 3-4 lần vô bệnh viện nhiều nước. Em không có biết đường nào tìm vợ con. Xong em đi chạy trên đường, cái Zalo vợ điện cho em nhưng mà không có nói chuyện, điện cái để đó cho em nghe vậy á, mà em nghe tiếng á là người đàn ông đó, người tiếng Bắc,
đầu lại vợ đang nói chuyện với nhau trong phòng á, đó là em biết vợ đi theo người khác 100%, cho nên bao nhiêu nói chung là em cũng có sai, em cũng có sai. Okay. Rồi cho em hỏi sai vợ. Rồi cho em hỏi thế này, anh làm nghề gì? Dạ em làm nghề bốc vác như cạn. Anh làm nghề gì? Em làm nghề bốc vác cái cảng. Bốc vác cái cảng là thu nhập tốt không anh? Dạ thu nhập cũng được anh. À, một ngày được 400-500 không? Dạ có nhiều khi hơn. Có nhiều khi được, có nhiều khi hơn ha. Dạ, có khi rồi vợ, còn vợ anh buôn bán tốt không? Dạ vợ buôn bán cũng được. Được khoảng bao nhiêu? Dạ vợ thường nói chung em không có hỏi đó, vợ buôn bán em không có hỏi rồi là bao nhiêu tiền. Tiền bạc ai giữ? Tiền bạc á, em làm gì em đưa cho vợ giữ. Nói chung là em là em cũng có như thế này, là em ráng đi làm kêu phải ráng dình dụm, không được xài phung phí để sau này có mà cho con đó, cái tính em là hay như vậy, tiền bạc đồ là vợ giữ. Rồi tiền bạc là vợ giữ. Dạ. Từ trước giờ là tiền bạc là vợ giữ hết ha. Dạ. Hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Mình được mấy người con rồi? Dạ một người con đó. Một người con dạ, trai duy nhất con định này. Dạ đây xin công tâm giúp đỡ rất thường ha. Rồi anh có thể giới thiệu là trước đây anh có thường xuyên nhậu nhẹt không? Dạ cách đây có 10 năm trước, 10 năm trước tôi có nhậu, nhưng hai chồng lấy nhau 18 năm rồi, nhưng mà 8 năm sau đây không có nhậu nữa, lo làm lo ăn lắm, không có nhậu, không chơi bời nữa. Vậy là hai vợ chồng cưới nhau 18 năm rồi. Dạ. Mà 10 năm về trước trở về trước mà có nhậu. Dạ 10 năm về trước có nhậu. Nhậu 8 năm lột lại đây là hoàn toàn không. Dạ 8 năm về đây hoàn toàn đi làm không tại làm công việc đó là không có nhậu được. Dạ làm việc nặng với cảng bóc giác đó không có thể đâu. Rất cực khổ ha. Dạ rất cực khổ, sáng đi sớm về. Rồi về mình anh có yêu vợ nhiều không? Dạ yêu vợ nhiều, em lên tới đây là em yêu vợ là nhiều. Ồ rồi. Nói gì? Vợ anh thật lòng thương vợ. Bỏ anh mà đi với vợ. Dù xấu hay tốt anh cũng thương em. Chết còn được đường này. Em coi được cái này cũng quay về với anh. Đem con về quay về với anh. Rồi bây giờ, bây giờ anh cho em hỏi thế này. Vợ anh ấy là trước đây đã từng bỏ nhà đi mấy lần rồi? Dạ giờ trước đây bỏ nhà đi cũng 2-3 lần rồi. Ồ, 2-3 lần trước đi với ai, đi đâu? Dạ trước con nhỏ thì đi tới nhà của mấy người gì cô cậu ở lên sớm người vợ thân, họ người vợ thân. Dạ. Tại sao vợ bỏ đi như vậy? Hầu đã 10 năm về trước em nhậu nhiều. Ờ, nhậu có nhậu, nhậu vợ buồn, vợ buồn vợ đi, em cũng đưa vợ về rồi em hứa vợ em bỏ rồi mới tới em 8 năm vậy đó em có nhậu em làm nó ăn. Anh có thể nhắc lại là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Dạ. Trương Lệ Thu. Rồi, sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Dạ sinh ngày 14 Rồi bao nhiêu tuổi? Vợ bao nhiêu tuổi? Vợ sinh năm mấy? Vợ sinh năm 1991. Ờ rồi, vợ nguyên quán ở đâu? Nguyên quán Bình Châu. Bình Châu là Bình... quê quán ở tại Bà Rịa Vũng Tàu đúng không? Dạ, Bình Châu quê sinh mộc đến Rịa Vũng Tàu. Ôi trời ơi, thương quá trời thương luôn cô chú anh chị này. Hôm nay tiếp tục là một anh trai về đây cầu cứu báo tin cho các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương đã tìm vợ, một cái câu chuyện mà, thực sự rất đau lòng. Rất thương tâm. Nhưng mà để em có thông tin như thế này. Bố nói thằng con em á nó có điện cho thằng bạn nó là bạn nó điện cho thằng con của em nói là mày đang ở đâu vậy. Nó kêu là đang ở Bình Dương. Đang làm trong công ty mà đút ra cái rổ đen đen rồi đựng trái cây rổ vuông vuông đó. Dạ nó là em mới biết ở đó. Rồi hôm ấy bữa em có hỏi con mẹ làm gì. Con nó nói là mẹ chuẩn bị nộp đơn vô bắt máy xanh hay là siêu thị vậy? Mẹ xin việc làm chồng. Thông tin em biết được như rồi, vậy. Rồi cho em hỏi thế này nha. Mình phải nói đúng, nói thật nha. Thì anh em mới giúp được. Nhìn thấy câu chuyện này mới đầu thì nghe rất thương rồi đó. Còn chưa biết là nội dung cái câu chuyện này về sau này có thương được nữa hay không thì anh em chưa có biết được. Mình có bao giờ đánh đập vợ không? Cách đây học bữa là vợ đi đợt trước về đó. Lâu chưa? Đi đợt trước lâu chưa? Đi đợt trước là bữa ngày 21. 21 tháng mấy? Năm mấy? 21 tháng 2 đi. 21 tháng 2 mới đây. 21 tháng 2 năm 2023. Mới đi đợt trước. Đi lại người đó về lần trước. Đi lại lần đó là tại đâu? Đi lần trước từ ngày 5 tháng 2 là đi tới ngày 8
tháng 2 lại về. Là đi một lần đó rồi. Là đi với ai? Lúc đó thì vợ đi một mình nhưng mà vẫn đi lại người đó. À, vẫn đi, mình biết là vẫn đi với người đó thôi. Vẫn biết đi lại người đó. Dạ. Vẫn biết lại đi lại cái người mà rủ ra vợ đi đó. Dạ. Xong về. Về đánh đúng không? Xong về là em vẫn biết đi lại người, tại về điện em vẫn nghe máy, em vẫn nghe máy mà bỏ pha cho vợ hết nhiều lần, vợ ấy quá em có giận quá, vợ mình đi lại giận quá, tán vợ một bật tay một cái một. Dạ, một cái một có bật tay. Đau không? Dạ vợ có đau không? Vợ im ru không nói gì hết. Dạ. Vợ có khóc không? Không khóc. Mà vợ có nói là đi đâu không? Vợ không nói là đi đâu hết, vợ có nói là tôi buồn tôi đi. Em có ôm vợ em khóc, em nói thôi anh biết rồi, thôi anh xin lỗi anh biết rồi, em ôm vợ em khóc quá trời hết. Rồi xong cách ngày 8 đó, rồi tới ngày 21 là đi. Dạ. Đi lại lần này nữa. 8 đến ngày 21 là đi lại lần này nữa. Dạ. Ờ. Vậy là vợ đi đến nhà từ ngày 8 đến giờ phút này. Dạ. Là không thấy tâm tình tích gì. Ngày 5 đi, ngày 8 về, rồi tiếp tục ngày 21 đi nữa. À, 21 đi tiếp. Dạ. 21 hôm nay 27. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi một tuần đi rồi. Dạ, đi bữa thứ 3 tuần trước rồi này. Rồi, thứ 3 tuần trước, thứ 3 tuần này là đúng một tuần. Dạ. Vợ đi có báo tin cho gia đình là vợ đi đâu không? Dạ không. Vợ ôm đưa theo con đi luôn. Dạ. Con được. Anh hiện nay còn học không? Dạ đang học. Đang học lớp mấy? Em học lớp 7. Hiện nay bé còn học không nữa? Còn học. Còn học mà hiện nay anh có tới trường thì tìm hiểu không? Dạ có. Mà còn đang đi học đúng không? Dẫn đi học luôn. Nghỉ học đi, đang đi học luôn. Đi với mẹ luôn mà. Ồ, đi với mẹ giờ hiện nay là bỏ học luôn rồi. Dạ. Ôi trời ơi là trời. Bây giờ vì mẹ đi theo một người đàn ông khác và bây giờ con cũng mất một cái tương lai luôn. Dạ. Đó. Nhưng có nghĩa là bây giờ thì vì lý do anh đang nghi ngờ là vì lý do là vợ ngoại tình. Dạ. 100% đang tại vì điện cho em, điện Zalo cho em. Ồ. Rồi để cái máy đây cho em nghe cái máy này. Rồi hai người đang nói chuyện trong phòng. Là mình khẳng định là 100% là vợ. Dạ, có. 100% có. Ừ. Dạ. Đang sống ở đâu thì chưa chính xác. Dạ, chưa chính xác. Có thể là Bình Dương đúng không? Dạ, người đó là tên Hải. Ồ, tên Hải. Cao to đẹp trai không? Dạ không biết, nhưng mà thằng con á nó nói chuyện lại thằng bạn nó. Anh xin lên làm chung với. Thằng con mới nói rằng để tao xin chú Hải đã. Đang ở chung với nhau, để tao xin chú Hải đã. Đang ở chung phòng với nhau. Hồi bữa đó chưa nghi ngờ nhưng bây giờ là đúng rồi tại vì điện bây giờ cho em á. Vợ trước khi đi ngoài dắt theo con trai đi, vợ còn đem theo tài sản tiền bạc, xe hay phương tiện hay điện thoại không? Dạ, vợ đem theo hai chiếc xe. Dạ. Đem làm sao là vợ đi được hai chiếc à? Thì con chiếc, vợ chiếc. Chắc cho đi ra đó là hàng chở nhau đi. Lại cho người kia nữa ra đó là người bồ chở, chắc vậy, đón vậy thôi. Đón xe gì? Dạ, xe quay màu trắng. Xe màu trắng. Biển số đúng không? Biển số mấy? Dạ, biển số là 72G1 72 Vũng Tàu, G1. Dạ. Bao nhiêu nữa? 800001. 800001. Dạ. 72G1 800001. Dạ, rồi còn chiếc xe Suzuki kia là 72T3 7521. Rồi, chiếc Suzuki là biển màu gì? Dạ màu nâu. Màu lâu quá. Nâu. Rồi, thế còn chiếc Way Alpha là màu gì? Dạ, màu trắng. Way Alpha màu trắng đúng không? Dạ. Way Alpha là vợ đi hay là hai con đi? Xe đó xe có con, biết hai mẹ con, biết ai chạy không biết. Dạ. Bây giờ là vợ đi đến giờ phút này là một tuần rồi. Dạ. Vợ có đem theo tiền không? Vợ để lại ở nhà, vợ cầm theo 4 chỉ vàng. Rồi tiền nói chung tiền thì em không biết, nhưng mà em biết là vợ cầm theo 4 chỉ vàng thôi. Còn tiền bao nhiêu thì không biết. Dạ, tiền bao nhiêu thôi. Nhưng mà liệu có tiền không? Dạ có. Có nhiều không? Liệu khẳng định khoảng nhiều dạ, không? Dạ có tiền thôi chứ không có biết bao nhiêu. Mình dạ. Không lắm bắt tài khoản. Dạ không biết được đâu. Bây giờ là biết chắc vợ đi theo mấy người đàn ông khác rồi. Dạ. Bởi vì thông tin như vậy thì cũng có thể tương đối chính xác rồi. Dạ. Nhưng mà trong thời gian sống chung thì anh thấy là vợ dành tình cảm cho mình có nhiều không? Nói chung em á, thử đi làm thì em ít khi quan tâm với vợ con lắm. Ồ trời dạ, ơi. Dòm á. Tại vì em thì đi làm tấu đêm về khuya đó. Em muốn ít khi quan tâm vợ con, vợ thường xài điện thoại. Bữa em có phát hiện là chơi là cái gì? TikTok. Là TikTok. Lên đúng TikTok chính xác luôn. Đúng chính xác luôn. Chính xác luôn. Chính xác 100% luôn. Ồ. Là em mới số, em mới kêu là không được xài TikTok nữa, em mới xóa TikTok đó đi. Dạ, em xóa rồi thôi, nhưng em
không biết làm gì cái công nghệ này, em xóa rồi không biết nó có lại hay không. Ừ. Nhưng mà em vẫn biết là cái TikTok của vợ em là tên Thu Trương đó. Thu Trương à? Dạ. Ừ, Thu Trương là khuôn mặt này đúng không? Dạ. Trên TikTok là Thu Trương. Dạ. Bây giờ đang rất là hình không biết bữa nay đại diện hình gì, nhưng mà hình hồi bữa là em thấy là để ra hình đại diện là cây nguyệt quế. Ồ, cây nguyệt quế. Dạ. À, còn bây giờ thì chưa biết ha. Dạ. Bây giờ thực sự là rất thương vợ và thương con rồi. Dạ. Từ Vũng Tàu về Bình Dương để gặp đội hiệp sĩ Ngân hàng Bình Dương để tìm vợ và con. Dạ. Đúng không? Em đi 1 giờ sáng tới đây. Trời ơi, đi từ 1 giờ đến khuya luôn. Dạ. Trời ơi, khổ vậy ta. Một thanh niên này nhìn rất hiền lành. À, có là 8 năm qua là mình không ăn nhậu gì. Dạ, tất cả nào ăn nhậu không có. Hoàn toàn là thương vợ. Dạ, thương vợ. Hàng ngày là đi làm về là có đem tiền đưa cho vợ không? Ngày nào làm là đưa tiền, ngày nào tại bóc vác cái cảng là có tiền người ta chi liền. Ừ, là vợ là... có đưa lại cho đồng nào để xài không? Không, em làm ví dụ như là cho nó 700, ừ, em lấy lại 100 một túi, còn 600 em đưa. Dạ. 600 đưa hết cho vợ. Dạ, và đến giờ phút này vợ vẫn đi theo người đàn ông khác. Dạ. Thực sự là câu chuyện rất đáng thương. Một thanh niên, một anh trai nhìn rất hiền lành, một người con ở miền Trung, thực sự là rất hiền, thương vợ hết mực mà không ngờ vợ lại vẫn cứ cố tình đi ngoại tình được theo người đàn ông khác. Thì đây là một cái câu chuyện tiếp theo đáng có phải là các cô chú anh chị của bạn đáng suy ngẫm nhiều hơn nữa. Bây giờ anh có điều nào anh muốn chia sẻ trên video này để hy vọng ví dụ mình có chẳng may mình có sai, mình có đánh vợ một cái một vì lý do là vợ cũng sai trước, nhưng mà thôi thì cứ xin lỗi vợ đi để cho vợ suy nghĩ lại và vợ quay trở về, dắt con quay trở về đi. Yeah. Rồi nói đi, làm sao để cho vợ nghe thương được và vợ quay về. Em ơi, anh biết anh sai rồi, ngàn lần anh xin lỗi em, mong em đưa con về sống, ngàn lần anh. Nếu mà em về anh từ đây đâu về sao, anh không dám cãi lời vợ một bất cứ một thứ gì hết. Anh sẽ biết quan tâm chăm sóc gia đình, anh không có mải mê đi làm mà bỏ quên mẹ con em. Em mới về với anh, với con đi nha. Bao nhiêu lỗi lầm này cô anh sẽ gây ra cho em, anh mong em tha thứ, bỏ qua cho anh. Chỉ một lần này nữa thôi. Hôm nay anh lên tới đây, anh cũng nhờ để tìm em về. Thôi, không ai có tốt bằng gia đình mình đâu. Anh, người ở nhà là thương em nhất, sống ở đó giờ em có đi người, chừng nào nữa cũng không có bằng anh thương em. Anh thương em thật lòng em Thu à, anh thương em thật lòng. Em về sống với anh đi, mặc dù tính anh hơi nóng nhưng mà không bao giờ anh bỏ em, anh không có để em thiếu thốn bất cứ thứ gì hết. Em về đi. Thật sự rất thương. Nhà mình đã có nhà chưa? Dạ, em làm em mua nhà mua đất. Oh. Xe cộ em mua cho vợ đầy đủ hết. Quá giỏi rồi, quá chịu thương chịu khó rồi. Rồi anh có điều mà anh chia sẻ cho con trai anh để hy vọng con trai anh biết được xem được video này là con trai anh nói chuyện với mẹ để hai mẹ con rồi quay trở về. Cô ơi, con về sống với ba đi cô, đừng bỏ ba đi nữa cô ơi. Con bao nhiêu lần ba bỏ qua cho con hết, con hút thuốc ba cũng bỏ qua, ba đi năn nỉ người ta biết bao nhiêu lần cho con ăn học lại. Con nói mẹ quay về đi con. Học ba đánh con là con hút thuốc. Con còn nhỏ quá mà con hút thuốc điện tử là cái gì? Con quậy phá cũng đốt phá cũng trường, con quýnh lộn trong trường. Ba nói bao nhiêu lần, ba đi học phụ huynh bao nhiêu lần. Ba về ba nói con nhiều lần, con không nghe. Ông tức lên ba quýnh con. Con nghĩ lại, con còn nhỏ con đâu có hút ba cái đó được. Ba cũng bỏ qua cho con. Thôi giờ con nói mẹ về đi, mà điện cho ba lên rước về, đừng có vậy nữa. Nhà mình ở mái ấm gia đình của mình ở không có chỗ nào bằng mái ấm của gia đình mình. Về nói mẹ về đi với con. Bây giờ đang có nhà có cửa đang sung sướng. Yeah. Đúng không ạ? Bây giờ có thể là đi quen một người đàn ông khác đang sống trong một cái căn phòng trọ có thể rất chật hẹp, rất nóng lực và có thể rất thiếu thốn và có thể là rất phiền phức, đúng không ạ? Mà hôm nay người ta thương mình, có thể ngày mai người ta sẽ đuổi mình, mà bản thân mình còn đang có con riêng mà rất lớn rồi này. Thì chắc chắn là cái thanh niên đó hoặc cái người đàn ông đó không bao giờ người ta yêu thương thật lòng, để khẳng định là 100% như vậy. Hy vọng là chị gái xem được video này, chị gái quay lại và đưa con về để tiếp tục con được học hành, tránh tình trạng ở mình vì lý do là yêu đương trên mạng, trên internet, mình yêu đương trên TikTok một cái thời gian con là rất ngắn, bây giờ mình bỏ chồng mà ôm theo con đi. Thực sự là một người đàn ông đây là rất hiền lành mà chịu khó thương vợ. Hy vọng là người vợ này hãy suy nghĩ lại và đem con trở về.
để tiếp tục con đường học hành. Kính thưa cô chú anh chị các bạn, thì trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh trai ở tất cả các tỉnh thành về để báo tin nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm vợ tìm con. Rất nhiều thông tin là chị vợ đã bỏ đi theo nhân tình, và đây là tiếp tục một câu chuyện anh trai lại khẳng định là 100% là người vợ đã đi theo nhân tình và nhiều lần, nhưng mà anh trai lại vẫn sẵn sàng và bỏ qua và tha thứ. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn ở tất cả các vùng miền, tất cả các tỉnh thành, đặc biệt khu vực phía Bình Dương hoặc Vũng Tàu, nếu xem được video đội hiệp sĩ Vũng Tàu Bình Dương, hãy chia sẻ lan tỏa nhiều hơn nữa. Mục đích chính là để nhiều người biết và biết được thông tin chị gái đang sinh sống tại đâu, thì báo tin cho đội hiệp sĩ Vũng Tàu Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em tìm cách để khuyên răn chị và đem con trở về tiếp tục còn được học hành. Bây giờ hiện nay này, anh trai này có một cái công việc và nó rất cực khổ, nhưng mà vô cùng thương vợ, yêu thương vợ hết lòng hết mực, nhưng không hiểu lý do nào đó mà người vợ vẫn đắm đuối say trong men tình. Hy vọng là chị gái hãy tỉnh giác lại, hãy tỉnh ngộ để quay trở về, tránh tình trạng say mưa say nắng. Đây là cái tình yêu phải nói là khẳng định là không bao giờ có thật, bởi vì chị đang có một người con rất lớn như thế này, mà bản thân là anh chồng chia sẻ là người con của chị là cũng không phải cái dạng mà một bé mà rất ngoan rất hiền. Chính vì lý do như vậy là có thể là sau này ấy, là còn rất nhiều cái câu chuyện mà vô cùng bất chắc anh em không tiện nói trên video này. Hy vọng là chị gái hãy suy nghĩ một cách chín chắn, đứng đắn, không có người cha dượng nào mà thương con của mình bằng chính chồng mình thương con mình. Hy vọng là chị gái xem được video đội hiệp sĩ Vũng Tàu Bình Dương đã đăng này, thì chị gái suy nghĩ lại và sớm quay trở về cùng với gia đình ngay lập tức, tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bởi vì đây là một cái thực sự là một cái người đàn ông mà vô cùng thương yêu hết mực, biết vợ đi ngoại tình chung sống với người đàn ông khác, nhưng vẫn một mực là hết một mực một lòng là hết mực là yêu vợ thương con đó, mà bỏ đi và đi từ 1 giờ khuya đến giờ phút này để về để gặp các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương. Là thực sự cái câu chuyện này rất đáng kính trọng. Đúng là chị phải thương chồng chị nhiều hơn, cho chồng làm ít thôi, chăm sóc cho chồng, quan tâm chồng. Bởi sao? Chồng mà đi kiếm tiền thì không có thể là tình cảm dành cho vợ nhiều như những người khác. Những người khác người ta dành để suốt ngày anh yêu em, anh thương em, anh nhớ em. Đó, nhưng đây là câu chuyện là vô cùng thực tế. Anh còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không? Anh nói đi, mà anh lên tiếng. Thương, anh rất là thương em. Em về đi, dòng họ anh ai cũng lo lắng hết. Em cứ không về đâu, em về đâu. Về chỗ này là chỗ nào đây? Bình Dương. Dạ, về cái chỗ Bình Dương, đội hiệp sĩ của anh Hải. Em cứ về ở đây. Mẹ anh, dì anh, các dòng họ của anh sẽ lại đây đón em về. Đó. Anh không có suy nghĩ gì hết. Em về được mọi chuyện, anh không có đây này. Nói tới bất cứ cái gì. Em câu sống với ai, anh không cần biết. Anh chỉ biết em về với anh, câu con về anh chồng. Rất đáng thương. Chị nhớ em như con lắm. Biết vợ ngoại tình rồi mà vẫn mong muốn vợ về đây để cả gia đình, dòng họ để tới rước về, thì thực sự là một câu chuyện một anh trai này vô cùng hiền mà chân thật, xuất phát. Hy vọng là chị gái xem được video này thì hãy quay trở về ngay lập tức, tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra đến với chị. Bởi vì sao? Không có ai là bây giờ thương yêu chị và thương yêu con riêng của chị, bởi con chị hiện nay lại có một bé trai mà cũng rất lớn rồi chứ không phải là nhỏ nữa. Thế nên chính vì lý do mà chị không quay về thì có thể là con chị ngày mai là cũng là một cái bức rào cản tiếp theo để chị đến với người khác. Đây là không phải tình yêu đích thực, tình yêu gọi là tình yêu mù quáng thôi. Hy vọng các cô chú anh chị nếu xem video đội hiệp sĩ Vũng Tàu Bình Dương, hãy chia sẻ mạnh mẽ để giúp anh em đội hiệp sĩ Vũng Tàu Bình Dương. Mục đích chính là tìm người thân, giúp tất cả các trường hợp các cô các chú các anh các chị mất người thân, mất thông tin, mất đi nào, mất vợ mất chồng. Thôi video không có dài, nhưng có lẽ là cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Vũng Tàu Bình Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe an toàn thể các cô chú các anh chị ở trong cũng như ngoài nước. Hy vọng các cô chú anh chị và luôn luôn quan tâm ủng hộ cho đội hiệp sĩ Vũng Tàu Bình Dương để các anh em có động lực tiếp tục làm những video giúp đời giúp người. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn.